Quan Hóa được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tài nguyên rừng phong phú, đa dạng sinh học, còn hoang sơ với 3 khu bảo tồn thiên nhiên, hệ thống sông hồ tự nhiên, quần thể núi đá vôi trùng điệp có nhiều hang động, thác nước đẹp, tạo nên cảnh quan sinh động. Gắn với những điểm sinh hoạt tín ngưỡng là nơi giao thoa của các nền văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Thái, Mường, Kinh, Mông, Hoa với các lễ hội truyền thống, văn hóa dân gian, văn hóa ẩm thực của mỗi dân tộc trên địa bàn huyện. Khí hậu trong lành, mát mẻ, con người hiền hòa, mến khách, những nếp nhà sàn xinh xắn vẫn được lưu giữ, bảo tồn. Sự hòa đồng giữa con người và thiên nhiên là thế mạnh tạo sức hút của du lịch Quan Hóa. Trong những năm qua, hoạt động du lịch huyện Quan Hóa đã có những bước phát triển mới. Một số khu du lịch, điểm du lịch được hình thành và đã đi vào kinh doanh khai thác, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong, ngoài tỉnh và cả du khách nước ngoài, như Bản Thang, xã Phú Lệ, Bản Bút, xã Nam Xuân, Chùa Ông, Đồng Bà, Hàng Phi, các hồ thủy điện. Được xem là thế mạnh để Quan Hóa phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp với du lịch khám phá và thưởng ngoạn thiên nhiên. Điển hình như xã Nam Xuân là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử. Cùng với việc bảo tồn những phong tục tập quán trong lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt, trang phục, tiếng nói, chữ viết là nét văn hóa độc đáo được bảo tồn và phát huy của người Thái nơi đây. Tận dụng ưu thế đó, Nam Xuân đã chú trọng phát triển du lịch cộng đồng. Bản Bút, xã Nam Xuân, cách thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa khoảng 10 km, nằm trong một vùng thung lũng rộng lớn, bao quanh là hơn 1.000 ha rừng nguyên sinh. Hệ thống khe suối, hồ tự nhiên, đồi núi, hang động đa dạng, những thửa ruộng bậc thang bố trí một cách hài hòa, nên khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành, tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Thái. Đồng bào dân tộc Thái nơi đây có một nền văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc, được hội tụ tinh hoa qua nhiều thập kỷ với kiến trúc nhà sàn truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong sinh hoạt, văn hóa dân gian, trang phục, tiếng nói, văn hóa ứng xử. Những yếu tố đó tạo nên cuộc sống con người nơi đây bình dị, chất phác, thân thiện, mến khách, hài hòa với thiên nhiên và bảo lưu khá nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của người Thái qua lời khập, điệu xòe, các nhạc cụ dân tộc như chiêng, luống, mang sắc Thái riêng của cộng đồng người Thái ở Nam Xuân. Nằm trong vùng thung lũng rộng lớn, bao quanh là rừng nguyên sinh, nên khí hậu quanh năm mát mẻ và trong lành. Ở đây còn có hồ Pha Đay, diện tích khoảng 2,2 ha, nằm trên đỉnh núi có độ cao so với mặt đất biển 900 m. Đường lên chênh vênh, khúc khuỷu với những con dốc dựng đứng, những cung đường uốn lượn trong tầng tầng lớp lớp sương răng. Đây là nơi phù hợp cho những tour du lịch sinh thái, cắm trại, khám phá và cho các phượt thủ cơ hội trải nghiệm lý tưởng. Hồ Pha Đay được bao bọc giữa rừng nguyên sinh trên núi đá vôi hàng nghìn năm tuổi, tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Nếu có dịp đặt chân tới Bản Bút mùa lúa chín, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang quyến rũ. Mùa lúa chín ở Bản Bút bắt đầu vào khoảng giữa tháng 9, đầu tháng 10. Có thể nói đây là mùa đẹp nhất trong năm. Với những thửa ruộng bậc thang chín vàng mênh mông, giữa tiết trời sang thu mát rượi, du khách sẽ tạm quên đi những ưu tư đời thường để hòa mình vào với thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Với đa số đồng bào dân tộc Thái cư trú, những nếp nhà sàn của người Thái nơi đây còn mang đậm những nét kiến trúc đặc trưng truyền thống, là điểm nhấn trong bức tranh tuyệt đẹp của miền sơn cước. Ẩm thực của người Thái Bản Bút cũng rất đa dạng, phong phú, hương vị rất riêng, với những món ăn truyền thống được chế biến ra từ những đôi tay khéo léo của các mế, các chị, như cơm lam, xôi ngũ sắc, thịt lợn bản địa hay còn gọi là lợn cỏ, cá nướng, gà đồi, các món canh uôi, canh bon, các loại rau thập cẩm nộm, mọc hoa chuối, các món chèo chấm được chế biến từ những loại hạt gia vị của rừng núi như hạt dồi, mắc khén, hương vị vô cùng hấp dẫn. Tất cả đều là sản vật bà con trong bản tự nuôi trồng, hái lượm. Bên cạnh không thể không nói đến các thức uống như rượu cần, rượu siêu men lá rừng,
nước thuốc lá rừng làm trong ống nứa, ống vầu, tất cả đều từ nguyên liệu thiên nhiên ban tặng. Năm 2020, xã đã mạnh dạn là triển khai xây dựng thí điểm 5 hộ gia đình làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại Bản Bút. Thì bước đầu cho thấy thì thứ nhất đấy là về nhận thức của cộng đồng, và đặc biệt đấy là 5 hộ gia đình được lựa chọn thì các hộ đã nhận thức rất là rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng các cái nội dung tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới để tiến tới là xây dựng thành công được cái bản du lịch cộng đồng. Nhờ trong thời gian tới đây để tiếp tục duy trì và thực hiện được các cái nội dung trong việc phát triển du lịch cộng đồng tại bản, thì xã Nam Xuân là đã có đề ra những cái nhiệm vụ cụ thể, đó là kiện toàn lại cái ban phát triển du lịch của xã và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của ban phát triển, tập trung để đẩy mạnh thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, kêu gọi cái sự quan tâm đầu tư giúp đỡ cũng như là xã hội hóa các cái hoạt động để làm sao mà góp phần thực hiện hoàn thành được các cái mục tiêu chỉ tiêu về xây dựng cái bản du lịch tại Bản Bút ở trong phạm vi quy mô của xã, và sẽ tiếp tục là kiến nghị đề xuất với cấp trên có những cái chủ trương chính sách là quan tâm nhiều hơn nữa đối với bản nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó thì xã cũng sẽ có những cái chủ trương định hướng về cái phát triển chăn nuôi sản xuất để tiếp tục là thực hiện là cái việc cung cấp thực phẩm sạch cho bản du lịch cộng đồng, đặc biệt đấy là hướng đến để xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của người dân nơi đây, đã làm nên một điểm nhấn ấn tượng cả về hệ sinh thái tự nhiên, về văn hóa, lịch sử và con người, cho thấy tiềm năng lớn để phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với sự nỗ lực và tấm lòng hiếu khách của đồng bào, Bản Bút có nhiều tiềm năng trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong tương lai.